say mà nói như lời khôn như vậy, đúng không? Một thằng say có nói được như vậy không? Một thằng say có nói được những cái điều như thế không? Đúng không mọi người? Cảm ơn anh em đã thả tim cho mình nhé. Cảm ơn anh em. Thế điên ngày xưa lầm đường lập bước, lao vào những cuộc chơi tội lỗi, trả giá suốt 25-3 tháng. Roi đời vụt mặt quá nhiều rồi. Ở trong nhà tù đã từng bê bát cơm, nước mắt chan canh, nước mưa trộn lẫn cơm. Vì ngày xưa ở Lý Khánh ấy, thông tầm những liên 90 ở trên trại đang làm thông tầm. Thông tầm thì bao giờ là làm một phát là từ sáng phát đến chiều luôn. Đó, thế đâm ra là cơm là phải mang ra ngoài bãi ăn, ngoài bãi đá ăn. Thế là đúng lúc gặp trời mưa, mọi người cứ phải cúi xuống bãi đá thì mới biết rồi. Cây còn chả mọc được, cỏ chả mọc được, mìn nó đánh chơi trọi hết. Khi mưa nó xối xuống rồi, cứ phải bê cơm này, đầu cúi xuống để cơm nó đỡ bát cơm ấy. Xong ngồi xúc ăn cả bãi đá, nước mắt chan canh ấy, nước mưa chan cơm luôn. Thấy không? Khổ lắm, nhục nhã lắm. Lắm ông thì đi tù về, đéo biết trong tù là có như thế nào hay không. Về toàn nói kể sướng lắm rồi thế nọ kia. Nó chỉ là một cái thông tin trái chiều thôi. Chứ còn một ngày tù và thiến thu tại ngoại, đúng không anh em? Có là thằng vua con trong nhà tù cũng không bằng kẻ hành khất ngoài đời. Nói thế nhanh đi. Tự do mà, mình thích đâu đi đâu thì đi, thích ngủ thì ngủ, thích ăn là ăn, thích làm thì làm. Nhà tù thì không có đâu. Nhà tù thì không có đâu. Cơm lên đến tuổi để mà ăn. Gấu mèo đến giờ điểm ấy, không vào buồng thì ăn đòn. Mấy chuyến tuổi ở ngoài nhốt hết, nhốt như một đàn lợn luôn. Thiếu thốn đủ đường, thiếu thốn tình cảm, thiếu ăn thiếu mặc. Cái đói cái rét gọi là con ma mèo nó mà cù về nhột lắm, nó làm lạn lòng các chiến sĩ. Nhiều cái loại gấu lắm, tay đâm tay pha ngoài đời vào không chịu nhiệt đâu. Cái đói cái rét, lao động vác đá gánh gạch ngày cứ vạn viên, gánh vạn viên gạch cẩn thận, đá cứ vác của mấy khối tốc bờ mệt đấy. Dân chơi à, đầu gấu à, đầu mèo à. Vào đấy hủy diệt luôn. Nên là thôi khôn tồn tại ở ngoài, bán nước chè, bơm xe đạp, miễn sao là công việc chân chính, nhanh kiếm tiền, giàu nhanh là chết. Làm lương thiện, công việc gì cũng được, miễn sao đừng có phạm tội, phạm lỗi. Rồi lúc lên xe thùng mệt lắm, lại đêm lại hát bài đêm 30 có đón giao thừa trong trại bát di buồn. Khổ đấy. Tù giam trên 7 mét vuông, sàn 2 bục gạch lửa chuồng tiêu phân. Trên bục có giá cùm chân trong 7 tù nhân gầy còm. Thông hơi 2 lỗ so vòm tò vò trước cửa quản nhòm kiểm tra. Thưa ông thả con ra, cái nghề trộm cắp từ nay con xin chừa. Con chừa từ sáng đến trưa, từ trưa đấm thượng con lại đưa chân vào cùm. Đời thì chỉ bế mạc, đi ăn trộm ăn cướp, đi đánh nhau hay làm những cái gì sai trái trả giá hết. Còn vào tù mà cái tội hấp diêm thì mệt. Đấy nhá, vào cho đấy súng ống thì thôi, khổ luôn. Giỏ cho như một chó đốm luôn, bông tí len nó gọi là cái túi bóng này mọi người này. Đó, quấn vào tốt nó giỏ vào súng mệt đấy. Chó đốm như nào đúng thế luôn, hủy diệt. Bọn bất nhân bất nghĩa, bọn chửi cha mắng mẹ vào trong tù thì cũng khổ luôn. Trải qua một luật buồng lép nẹp, đét đẹp luôn. Nên là sống ở xã hội ở nhà, hay ở đâu có tình có nghĩa. Đến bố mẹ nó còn chửi thì anh em nó tôn trọng gì. Nên là chơi thằng nào loại chửi cha mắng mẹ tốt nhất là không nên chơi.
loại đó không chơi được. Rồi có ngày nó cho mình xuống hố nhé anh em ạ. Cái điều đơn giản nhất của mọi người chắc ai biết, vì bố mẹ nó còn không tôn trọng thì tôn trọng gì với những người như em. Ta bốc phét mày vào xem làm đéo gì xa lăng. Ta bốc phét mày vào xem làm đéo gì sao. Mày là một thằng đàn ông nhổ bọt liếm lên, ghét người ta thì vào xem người ta xong rồi bảo nó phét. Nghe chứ. Loại mày thằng hối rồi ôi. Mình follow bạn Phố Lúy Bà Lê Cu nhé. Chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Đêm 30 con đón giao thừa, trong trại bắt dĩ buồn. Đại án công kín tướng cao, con ăn ăn biết nói sao. Ngày đó tính con muốn làm ông tướng lên, con thích chơi bời. Đến năm 18 con cái lời mẹ cha, giờ đây con ăn lăn trên đồng phú bà. Yeah, ngu là đi tù. Yeah. Đúng anh em. Anh em thật tin rực rỡ đi. Yêu quý.